Tiếp ra Nhật Nội Địa Tâm Phát xin chào tất cả cô chú anh chị và anh em. Thì năm mới cũng chúc tất cả cô chú anh chị và anh em chúng ta được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt và nhiều thành công trong năm mới nha cô chú anh chị. Thì hôm bên em mình cũng khai trương 4/4 rồi, nhưng do tính chất công việc đầu năm của em cũng hơi nhiều. Em có trồng mai và chăm sóc mai vàng á. Thì hôm tuần 4 tới nay em không có quay một cái video nào. Thì hôm nay em quay một cái video này là gồm là 15 số, là 15 cái bếp ga. Thì mỗi một cái bếp ga em sẽ đánh số trên đó và em bán chi ăn lì xì đầu năm cho cô chú anh chị với một cái giá cực kỳ là yêu thương. Thì em bán nó sẽ bao ship luôn, tặng cặp pin gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng đó. Thì cái chế độ bảo hành 12 tháng đó bên em á, thì cô chú anh chị chúng ta mua bếp á thì em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm. Trong 1 năm đó cô chú anh chị chúng ta xài có hư hao hỏng hóc trục trặc gì thì em sẽ sửa chữa hoàn toàn miễn phí cho cô chú anh chị. Những anh em nào ở xa thì gửi về cho em thì phụ em tiền ship, nhưng mà em sẽ sửa chữa thay thế linh kiện miễn phí cho anh em, anh em phải phụ tiền ship cho em. Thì sau hết chế độ bảo hành 1 năm đó thì em vẫn sửa chữa và bảo hành cho cô chú anh chị luôn, nhưng em sẽ tính phí, em thay linh kiện gì là em sẽ tính phí, nhưng mà phí là giá phải chăng, đúng giá cho cô chú anh chị chúng ta xài tiếp tục đó. Chứ không có cái chuyện mà bỏ bán xong rồi hết bảo hành rồi bỏ cô chú anh chị đâu, cô chú anh chị cứ yên tâm mua sử dụng. Thì giá hôm nay á, là em sẽ tri ăn lì xì cho cô chú anh chị mỗi một con bếp gì là từ 500 tới 1 triệu đó, là em sẽ tính tiền lì xì em trừ trong bếp rồi, là em sẽ báo giá. Thì mỗi một con bếp em sẽ có đánh số từ số 1 cho tới số 15 đó, thì em đã lì xì trong đó. Thì giá này là cực kỳ yêu thương cho tất cả cô chú anh chị chúng ta mua và sử dụng và mua về bán lại đó. 15 cái bếp nha cô chú anh chị. Thì em chỉ bán có hai thương hiệu lớn, đó là Rina và Paloma. Thì bếp full chức năng dòng cao cấp của Rina và Paloma đó, và bếp mặt men đó. Từ bếp mặt men là bếp tầm giá rẻ nè, cho bếp tầm trung và bếp cao cấp full inox 3 đồng hồ thì bên em là cũng có hết nha cô chú anh chị. Nhưng chỉ có hai dòng, hai thương hiệu lớn thôi, đó là Rina và Paloma đó. Thì cô chú anh chị chúng ta cứ cân nhắc mà lựa chọn nha. Thì giá này là mong cô chú anh chị chúng ta đừng có trả giá và đừng có bớt nữa. Thì là em đã lì xì cho cô chú anh chị rồi, từ 500 tới 1 triệu mỗi một con bếp, bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng cho cô chú anh chị luôn. Thì cô chú anh chị chúng ta đừng có mặc cả trả giá, tội nghiệp em. Thì đây là cái cũng là cái nhân dịp đầu năm khai trương á, em khai trương là 4/4 rồi, do tính chất công việc đầu năm của em nó hơi nhiều nên em không có làm clip thường. Thì hôm nay là cái mức giá này là chỉ áp dụng trong cái video này và 15 con bếp này, kể từ ngày 15 tháng giêng là ngày âm nha cô chú anh chị, 15 tháng giêng cho đến hết ngày 30 tháng giêng năm 2023 đó, có nghĩa là trong vòng 15 ngày đó, thì em sẽ áp dụng cho cô chú anh chị trong nửa tháng đó, từ 15 tháng giêng là ngày mình đấy nha cô chú anh chị đó, cho tới ngày hết ngày 30 tháng giêng 2023 đó. Thì cô chú anh chị mà có xem được video đó, thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký. Rồi xin chào lại các tất cả anh em đang quay mà có điện thoại. Thì cái chương trình mà lì xì đầu năm này thì em sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng giêng cho đến hết ngày 30 tháng giêng 2023 là ngày mình đấy nha anh em, là ngày âm á. Rồi bây giờ em sẽ đi vô chi tiết từng con và em có đánh số từng cái nha anh em. Thì đầu tiên là cái con số 1 à. Số 1, một con bếp Rina màu mặn đỏ. Đó, mặt tiền màu mặn đỏ, full chức năng, hai đồng hồ, lò nướng hai tầng lửa, hẹn giờ hai bếp. Ở trên là mặt đá, kiềng bắt nồi bằng sắt mạ men nha anh em. Đây, số 1 đời 2016 là giá bán là 7,6 triệu nè, là bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng.
Thì anh em có nhu cầu mua một chốt con bếp nào cần video hình ảnh, video test bếp và hình ảnh của con bếp đó thì em sẽ gửi sau. Thì hôm nay là em sẽ quay tổng thể và em cũng có test bếp cho anh em đó. Trên là mặt đá nha anh em, mặt đá viền inox kiềng sắt bắt nồi màu men đó, mặt đá kim tuyến màu đen, mặt tiền và màu mặn đỏ đó, màu đen của nó nè đó. Còn số 1 hai đồng hồ hai bên nha anh em, nó đời 2016, lò nướng hai tầng nữa, khi nướng nhị nướng bằng inox đó, này phải chưa. Thì bếp này là tất cả bếp này là hàng xài lướt nha anh em, em mua đấu mạng từ siêu thị Nhật về. Thì bên Nhật nó có siêu thị đồ mà bán đồ mới và siêu thị nó bán đồ cũ á. Thì em có đứa em bên đó thì em kia nó đi gom che và đấu giá từ trực tiếp từ nó về cho em đó. Đó, hàng xài lướt siêu đẹp nha anh em, nó có số 1 đó, số 1 đời 2016 nè, giá 7.600.000. Thì thường với cái mẫu bếp này em bán thường là em sẽ bán từ 1 triệu ở từ 8 triệu, 8 triệu 1 với 8 triệu 2, con nào đẹp thì 8 triệu rưỡi luôn đó. Thì đây là giá này đã lì xì cho anh em từ 500 cho tới 1 triệu đó, anh em thấy chưa. Đó, số 1 7 triệu 6 nha anh em. Rồi con số 2, con số 2 cũng là một con bếp màu mặn đỏ, màu đen đây, màu mặn đỏ, hai đồng hồ full chức năng, lò nướng hai tầng lửa, hẹn giờ hai bếp, ở trên là cũng là mặt đá đây, số 2 nha anh em, cũng đời 2016, giá 7.600.000 luôn. Mặt đá kim tuyến viền thì bằng inox kiềng sắt bắt nồi màu men đó, dòng full chức năng cao cấp mặt gãy nha anh em. Tất cả những bếp em bán là đều hàng xài lướt hết, đẹp lan can. Đây cây nướng dĩa nướng bằng inox nè, anh em thấy chưa. Đó, hàng xài lướt đó, số 2 giá cũng 7.600.000 nha anh em. Bếp rất là đẹp. Cái mẫu này thì em có mẫu 3 đồng hồ luôn á, full inox mặt kính màu ghi đó. Rồi con số 3, con số 3 là con màu trắng cam mây đó, cũng mặt đá kim tuyến viền inox kiềng bắt nồi bằng sắt màu men, cũng dòng full chức năng, hai đồng hồ, lò nướng hai tầng lửa luôn đó. Đây mô đen của nó nè, đã thấy chưa đó, màu trắng cam mây. Số 3 cũng đời 2016, giá cũng 7.600.000 nha nè đó. Thì anh em cứ chốt cho biết nào cứ chụp màn hình lại và nói cái video á, em đăng trên cái tựa đề video và trên màn hình video em có để ngày tháng và số điện thoại thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749 đó. Màu trắng cao mây này cũng là lò nướng hai tầng lửa dòng phun chức năng nha anh em, mặt gãy của đi đây á. Rồi số 3, rồi con số 4, con số 4 cũng là một con màu trắng cam mây, mặt đá viền inox viền sắt bắt nồi mạ men đó, tem mát còn nè, màu đen nè, anh em thấy chưa. Đó, đúng là nút nhấn luôn, hai đồng hồ full chức năng, lò nướng hai tầng lửa, hẹn giờ hai bếp, lò nướng hai tầng lửa nha nè đó, khi nướng nhị nướng nè, cây bằng inox nhĩ bằng inox mạ lớp men chống dính màu đen nè. Số 4 đời 2017 à, giá 7.600.000, cũng bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng đó, mặt tiền đó là nè, thấy chưa. Rồi con số 4, con số 5, đây con số 5, con số 5 cũng là dòng mặt gãy full chức năng, hai đồng hồ, lò nướng hai tầng lửa, hẹn giờ hai bếp, model nè. Ở trên là mặt đá viền inox kiềng bắt bắt nồi bằng sắt màu men đó, bếp hàng sợi lướt đẹp cực kỳ luôn anh em. Đây số 5 đời 2015, giá bán 7.600.000. Giá này là đã lì xì cho anh em rồi, lì xì cho anh em từ 500 tới 1 triệu là bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng. Những cái mẫu bếp này anh em mua nhà hàng full thùng mới về tầm 15-16 triệu,
anh em cái này thì có vài triệu thôi, anh em mua, chúng ta mua cái này xài và đỡ thêm gần cả chục triệu, và bếp đẹp len ken đây, còn nướng hai tầng lửa luôn nha anh em. Này là màu vàng gold, mặt tiền nó màu vàng gold, còn đó là màu trắng và màu mặn đỏ đó. Màu vàng gold trên là mặt cái mặt này là mặt mặt đá kim tuyến màu đen đó. Đó, số 5 đây, con số 6 cũng là màu vàng gold đó, này thấy chưa, này là của Osaka. Thì Osaka thì nó cũng là một nó đặt đi nay á, đi nay đặt hàng do một công ty ga Osaka ga nhân dịp kỷ niệm gì đó, nó lấy cái tên Osaka ga thôi, nhưng tất cả linh kiện là của đi nay hết. Ở trên là cũng là mặt đá kim tuyến nó màu vàng cát nha anh em, đó cũng viền bằng inox kiền sắt mắt nồi màu men, mặt tiền đó nè. Hai đồng hồ full chức năng, lò nướng hai tầng lửa, hàng giờ hai bếp nha anh em, Osaka nè, đó cũng lò nướng hai tầng lửa luôn. Đây thì anh em cứ chốt con nào á, thì cứ cặn video cách lửa và hình ảnh á, em sẽ gửi qua Zalo cho anh em đó. Bếp rất là đẹp, thì tất cả là hàng xài nước không á anh em. Rồi đây là con số 6 nha anh em, số 6 đời 2016. Đây con số 7, con số 7 là con của Paloma, con Paloma cũng là mặt đá nè, mặt đá màu vàng cát viền nhôm. Này là dòng full chức năng nè, hiện giờ 3 bếp, lò nướng hai tầng lửa luôn, dòng cao cấp của Paloma. Đây model của Paloma này nè, nút nhấn. Này là Paloma thì nó có hai loại nha anh em, loại xài trắng nhôm, trắng nhôm là dòng cao cấp nhất của Paloma, và loại trắng đồng, trắng đồng bên kia em cũng có luôn rồi đó. Trắng nhôm, trắng nhôm là nó một lớp khói nha anh em. Đó là con số 7 nè, số 7 nè, giá 7,5 triệu nha anh em, 7,5 triệu đời 2017, số 7 đời 2017, giá 7,5 triệu. Đó, bầu ship giá này là cực kỳ yêu thương nha anh em, cực kỳ rẻ rồi, nhân dịp đầu năm thì em mới có giá này thôi. Đây lò nướng hai tầng lửa nè, đó anh em thấy không, mấy con này xài biết chừng nào anh em mới hư rồi đó. Ba lông ba thì anh em cứ nói là số mấy trong video ngày mấy tháng mấy là em sẽ gửi video, gửi hình ảnh test bếp cho anh em khi anh em chốt. Bếp đẹp xuất sắc rồi, số 7 rồi 27, giá 7,5 triệu, bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng cho anh em luôn đó. Rồi qua con số 8, con số 8 là một con Paloma. Đây model của nó này nè, đó nó là màu đen, mặt tiền nó màu đen luôn á, ở trên cũng là mặt đá kim tuyến màu đen trắng nhôm luôn nha anh em. Đây trắng nhôm, trắng nhôm là mẫu bếp cao cấp của Paloma, một nắp khói á đó, nè thấy không, cực kỳ đẹp. Đây số 8 đời 2019, con này thì giá 8 triệu nha anh em, đời 2019, số 8 đời 2019 giá 8 triệu. Paloma dòng full chức năng, lò nướng hai tầng lửa luôn, hẹn giờ 3 bếp luôn nè, mẫu này mẫu cao cấp của Paloma nè đó. À, lò nướng nè, hay nướng như nướng bằng inox luôn nè, thấy không, cực kỳ đẹp đó. Em quay chậm chậm cho anh em xem Paloma cao cấp đó, số 8 2019 giá 8 triệu nha anh em. Rồi qua con số 9, số 9 là một con thương hiệu của Paloma, cái này là nó xài trắng đồng nha anh em, cũng dòng full chức năng luôn, lò nướng hai tầng lửa, hẹn giờ hai bếp luôn đó. Này hẹn giờ ba bếp luôn nè, ba bếp luôn Paloma, ở trên là mặt đá viền nhôm. Đây trắng đồng, trắng cho lửa bằng đồng, hai nắp khói, nó khói nó hai miếng nha nè, cũng mặt đá kim tuyến màu đen,
Mấy cái mẫu này nó biết nó nặng cực kỳ luôn á. Số 9 nè, số 9 đời 2017. Giá bán 6 triệu 2 nha anh em. Đó, 6 triệu 200 ngàn. Một con bếp cao cấp full chức năng của Paloma. Đây, model của nó đó. Nè, thấy chưa? Mặt tiền nó là hai màu trắng đen. Trắng mà ở gì đen bạc á anh em. Đó, nút nhấn luôn. Cần chỉnh lửa xi inox. Bếp rất là đẹp. Trắng đồng mà. Rồi, một con Paloma nữa, con số 10. Đây, số 10 đời 2014, giá 6 triệu 2 luôn nha anh em. Đây, tiền của nó nè, model nè. Nè, thấy chưa? Cũng là dòng full chức năng. Cái này là hai đồng hồ nha anh em, nó nướng hai tật lửa luôn, hẹn giờ ba bếp full chức năng của Paloma. Đó, mặt tiền nó hai màu à, màu đồng và màu đen á, thấy không? Cũng là chén chia lửa bằng đồng. Đó. Ha. Chén lửa bằng đồng. Ở trên cũng là mặt đá. Mặt đá viền nhôm. Paloma trắng đồng hai nắp khói. Bếp rất là đẹp. Đây, số 10 này nè, đời 2014, giá 6 triệu 2, bao ship, tặng pin, gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng. Vậy anh em cứ lựa chọn thì cứ nói số thôi. Không biết số mấy và video đăng ngày mấy tháng mấy. Rồi kết bạn Zalo với em thì em sẽ chụp hình video test lửa cho anh em, gửi qua Zalo. Đây, con số 11 nha anh em. Này là cái mẫu bếp full chức năng đầu tiên, giá tầm trung nha anh em. Đó. Con này thì mặt kính nè. Thấy chưa? Của Rinnai á. Đầu tiên của Rinnai dòng full chức năng, mẫu này nó xài cực kỳ bền luôn. Model nè. Đó, nút nhấn. Cũng là nướng hai tầng lửa. Đó, khi nướng gì nướng bị nóc. Thì con số 11 là đời 2013, giá bán 4 triệu nha anh em. Cũng bao ship tặng pin, gắn lưới chống chuột, bảo hành 12 tháng cho anh em. Đó, viền này bằng inox kiền sắt mạ men thôi. Dòng full chức năng này, hai đồng hồ, rồi nướng hai tầng lửa nè, thấy chưa? Đây là mẫu 62. Đó. Con số 11 nha anh em. Đời 2013 giá 4 triệu. Đây, con số 12. Cũng là cái mẫu full chức năng đầu tiên của Rinnai. Này là mẫu 66E661 á. À, này thấy chưa? Model của nó đó. Dùng full chức năng luôn, là nướng hai tầng lửa, hai đồng hồ, hẹn giờ, hai bếp. Ở trên là mặt đá nha anh em. Đá cái viền đó là cái viền men. Cái này là chén chia lửa bằng đồng. Còn cái thằng 62 là chén nhôm nha anh em. Đây, 62 là chén nhôm. Đó, hai mẫu. Đó. Đây là chén đồng à. Đây, số 12 đời 21, giá 4 triệu luôn nha anh em. Đó. Bếp cực kỳ đẹp á. Hàng xe lướt không anh em. Dạ, anh em mà chốt con bếp nào á thì phải chuyển khoản đặt cọc cho em nha. Mỗi một con bếp á là chuyển khoản đặt cọc cho em 1 triệu, rồi cho em địa chỉ, rồi em sẽ gửi tới nhà, anh em nhận bếp, kiểm tra test tất cả các chức năng, rồi sau đó thanh toán phần còn lại ra. Rồi đây là bếp mặt men nha anh em. Mặt men giá rẻ nút giận nè. Của Rinnai, model nè. Đó. Đây là số 13. Số 13 đời 2017, giá bán 2 triệu 7 nè. Nói bếp mặt mà men. Nút giận nha anh em. Đó. Nút giận này là bếp basic, bếp phổ thông dễ xài, thích hợp cho những cô chú anh chị nào mà lớn tuổi á, chúng ta không có thích xài những cái mẫu full chức năng á, thì chúng thì cô chú anh chị chúng ta mua những mẫu này nè, nó dễ xài lắm. Khay nướng dĩ nướng bằng inox nè. Này là lò nướng một tầng lửa thôi nha anh em. Số 13 rồi 2017, giá 2 triệu 7 nha anh em, bếp mặt mà men. Rồi số 14 là một con bếp mặt mạ men nút nhấn. Đây, model nè, này nó có màu vàng kem anh em. Đó,
trên là mặt ma men, nút nhấn bếp rất là đẹp, nút nhấn lò nướng cũng một tầng lửa đó, khi nướng dị nướng bằng inox luôn nè. Này có thêm nút 3 giây màu vàng kem. Rồi con số 15, số 15 là con số cuối cùng. Đây số 15, một con bếp Paloma mặt ma men nút nhấn đó, Paloma màu đen nè, trên là mặt ma men. Này đời 2019, giá bán là 3 triệu, số 15 mặt ma men đời 2019 giá bán 3 triệu, nút nhấn. Này là hàng xài lướt cực kỳ đẹp của bên em á đó. Rồi em cũng đã cho cô chú anh chị anh em xem 15 cái bếp và 15 mã, thì anh em chốt con bếp nào thì cứ chụp hình màn hình lại, hoặc là nói con bếp đăng ngày mấy tháng mấy số mấy thì em sẽ chốt, thì em sẽ gửi video và hình ảnh test bếp cho anh em. Thì mỗi một con bếp anh em mua thì chuyển khoản đặt cọc cho em 1 triệu, rồi cho em địa chỉ, thì em sẽ gửi tới nhà anh em kiểm tra, rồi sau đó thanh toán phần còn lại với bên đơn vị vận chuyển, thì em bán là em sẽ bao ship cho anh em. Thì giá này thì anh em đừng có mặc cả đã giá em gì nữa, em đã lì xì cho anh em từ 500 cho đến 1 triệu rồi. Anh em cứ chốt con bếp nào thì cứ alo trực tiếp cho qua số điện thoại 0938 349 749 tại thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, chợ Lộc A, quận Bình Chánh. Đó, 15 con bếp. Giá cực kỳ yêu thương nha anh em. Đó, này thấy chưa? Đây là nhà của em ạ. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại nha.